Câu chuyện vĩ nhân. Do từ nhỏ đã có thói quen tự suy nghĩ giải quyết các khó khăn của mình, nên Hoa Đà làm việc gì cũng nhanh trí, nhạy bén. Năm lên 7 tuổi, cha cậu qua đời, gia cảnh vô cùng khốn khó, túng quẫn. Mẹ cậu không còn cách nào khác, đành phải kêu cậu đi cầu khẩn người bạn thân của cha là thầy thuốc tên Thái để xin được học về nghề y. Hoa Đà nghe lời mẹ, tìm gặp bạn của cha và nêu rõ ý nguyện của mình. Khi gặp Hoa Đà, thầy Thái thầm nghĩ: nếu ta không nhận thì người ở quê hương làng xóm sẽ trách mắng ta. Bạn vừa chết đã vội tuyệt giao, bất nghĩa với bạn bè. Nhưng nếu ta nhận thì không biết cậu bé này có thích hợp để học nghề y hay không. Tốt nhất ta nên thử tài cậu bé này một chút. Lúc ấy, thầy Thái nhìn thấy các học trò của mình đang hái lá dâu ở trong sân, nhưng không với tới được cành cao nhất, trèo cũng không được. Ông liền nói với Hoa Đà: con có thể nghĩ ra cách để hái những lá dâu ở trên cành cao nhất kia xuống được không? Hoa Đà lễ phép: dạ, được ạ. Vừa nói dứt lời, Hoa Đà gọi một người mang đến cho mình một sợi dây thần. Sau đó, cậu buộc một hòn đá nhỏ vào đầu dây rồi ném qua cành dâu kia. Cành dâu bị hòn đá nặng đè xuống nên mọi người có thể dễ dàng hái được chúng. Thầy Thái lại nhìn thấy hai con dê đang hút nhau, mọi người xúm vào can ngăn mà không được. Ông lại nói với Hoa Đà: con hãy tìm cách để hai con dê kia không hút nhau nữa xem. Hoa Đà lễ phép: dạ, được ạ. Nói rồi, Hoa Đà lấy hai nắm cỏ xanh mướt đem đến để trước mặt hai con dê kia. Hai con dê sau một hồi hút nhau đã mệt lại đói, nên vừa nhìn thấy nắm cỏ non liền rời nhau ra. Thầy Thái sau hai lần thử thách đã nhận ra Hoa Đà là cậu bé chịu khó động não, thông minh, nhanh trí hơn người, nên vui vẻ thu nhận làm học trò của mình. Qua câu chuyện trên, chúng ta rút ra được bài học rằng bất cứ việc gì, nếu chủ động suy nghĩ để tìm hiểu, thì trí thông minh sẽ phát triển nhạy bén và sâu sắc hơn. Quan sát, phân tích, đúc kết chính là ba bước quan trọng để rèn trí thông minh mỗi ngày. Nhìn sâu vào nhân quả của câu chuyện, chúng ta thấy được gì nào? Tập trung quan sát và suy nghĩ giải quyết các khó khăn sẽ tăng sự nhạy bén, trí tuệ phát triển. Than thở khi gặp thử thách trở ngại thì yếu đuối và kém thông minh dần. Giúp người được học hành thì học một hiểu mười, nhưng cách dần thanh cao. Chúng ta cùng ôn lại câu chuyện qua các câu hỏi tư duy sau đây nhé. 1. Vì sao thầy Thái đồng ý nhận Hoa Đà làm học trò? 2. Bí quyết thông minh của Hoa Đà là gì? 3. Theo bạn, làm cách nào để phát triển tư duy sâu sắc? Các bạn thấy câu chuyện của ngày hôm nay như thế nào? Nếu bạn thấy bản thân nhận được điều gì bổ ích từ những câu chuyện này thì hãy cho chúng mình biết trong phần bình luận phía dưới nha! Chân trời vẫy gọi, tuổi thơ vai trên vai. Chân trời vẫy gọi, tuổi xuân vai trên vai. Chân trời vẫy gọi, nào bên nhau ta đi. Mời bạn cùng đến đây, thư viện của chúng ta.
hàng vạn cuốn sách hay, sách cùng ta lên đường. Một cuốn sách bạn ơi, đó là một người thầy dạy ta đi bạn ơi, bước trên mọi nẻo đường, dòng trường dù có xa, sách cùng ta tiến bước. Tới đến văn minh, tới đến vinh quang, sách nâng ta từng bước bay lên chân trời trí tuệ, sách cho ta học thức đức tâm nhân phẩm con người, sách quê hương vàng đó cho ta trái tim nhân hậu, sách cho ta cuộc sống có nghĩa có tình với đời. Tuổi trẻ có sách tung cánh bay lên, tuổi trẻ có sách tung cánh